Hello, chào các bạn, mình là Jay đây và đây là kỳ thi đầu tiên của mình tại Đại học Stanford. Cho cả tuần thì mỗi ngày mình đã học 16 tiếng và cái kết thì mình không muốn lắm. Mình kiểu là vung luôn. Và sau kỳ thi quá là ghê thì mình đã làm gì? Ok, vào thôi nào. Thì để mình cập nhật tình hình, mình nói hơi nhỏ là vì bạn cũng vẫn đang ngủ. Nhưng bài học khó hơn các bạn quá là nhiều. Nhưng không sao ấy, mình đang từ từ quen cái sự khó của đại học. Nhưng bài học khó hơn các bạn rất là nhiều. Giống như là cấp 3 vậy phải không? Bài học này vậy. Thì mình học ở Stanford thì có 3 kỳ. Kỳ thì là 10 tuần nên tốc độ nó hơi bị nhanh. Nên bây giờ tính ra là tuần 11. Đây là tuần thi. Tuần sau thì mình có 2 bài thi. Thứ hai mình có bài thi khoa học vi tính. Học code đó khá là mới với mình nên kiểu nó quá là khó. Mình khóc vì lúc đó. Xong rồi thứ năm thì mình có môn kinh tế vĩ mô vi mô tổng hợp cùng với nhau. Quá là ghê. Mình kiểu là mình không có áp lực lắm. Để mình kiểu là vì mình học cấp 3 thì kiểu cần điểm A hết tất cả, kiểu là để mình lên lộ đại học này nọ. Nhưng ở đây mình đang ở trong đại học rồi nên kiểu là thật ra có điểm tốt cũng ngầu, nhưng nó quá là khó nên mình đang kiểu là mong và học quá là nhiều. Lý do tại sao mình không có đăng video, lý do là vì mình học. Wow, học sinh quá là học sinh. Mình đang hơi bị sợ, kiểu là mình không có muốn rớt nên tuần này sẽ là một tuần quá là không vui. Nhưng sau tuần này thì mình sẽ được bay về nhà, xong rồi mình sẽ bay đi New York chưa. Tuần này sẽ không vui chút nào. Các bạn sẽ không có thấy mình trên mạng xã hội đâu. Mình sẽ không có lướt TikTok đâu. Ca kết thì sẽ như thế nào mình không biết. Nhưng ok đó, bye bye. Hello các bạn, tình hình thì mình không có cảm giác ổn lắm. Là vì các bài thi và kiểu mình không có tự tin lắm á. Mình rất là sợ môn khoa học vi tính và mình cũng rất là sợ môn kinh tế vĩ mô nữa. Hôm nay sẽ là một ngày quá là học. Ngày thứ 6, cuối tuần này sẽ không có video. Chắc chắn. Bây giờ thì mình đang đi bộ đến lớp kinh tế vĩ mô cuối cùng của mình. Và đây lớp duy nhất mà nó quá là gần nên mình sẽ đi bộ đến. Chứ mấy lớp kia là đi xe đạp mới ổn. Sau rồi mình đã vào lớp cuối cùng, đó là cái đó thôi. Mình quá là ngại để quay. Và sau đó thì mình lấy đồ ăn trưa tại ký túc xá của mình. Không biết đây là món gì nữa nhưng hình như đây là cái món gì đó mình muốn thử. Nhìn giống như mấy cuộc xíu mại các bạn. Xíu mại phiên bản Stanford chấm hỏi. Hello, bây giờ mình đang ăn là học khớ và mình không ổn chút nào. Học tôi chứ ngồi đây kiểu như là mình có động lực để học rồi, giống như là Harry Potter. Đây là cái món gì mình cũng chẳng biết, nhưng chỉ là mình lấy đã mà không biết nó là cái gì. Thì hôm nay mình có gì đó với thịt gà, với cái cục này, với salad và một cái này. Và mình đã nhanh ăn xong và chạy đến lớp của mình. Đây là khu vực liên quan đến các lớp liên quan đến kỹ sư, đó là engineering. Bây giờ mình sẽ học ở trong này. Như đây là lớp mình không cần thiết để đi, nhưng kiểu tụi mình đi để mình có thể ôn bài cho bài thi sắp tới của mình. Hôm nay các giáo viên phụ kiểu là giải thích bài lại và kiểu là coi là câu nào khó thì giải thích lại. Mình thấy cũng khá là hiệu quả và dễ hiểu. Và sau đó thì mình đi bộ đến bạn mình đến thư viện này để học bài. Hi guys. How are you feeling about the CS midterm? I mean final. Really, 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 really bad. I'm so stressed out. I feel bad as well. Và hôm nay quá là may mắn là vì có thể tìm thấy một cái phòng riêng luôn. Wow. Bình thường chuyện nào không xảy ra đâu, nhưng vì hôm nay quá là may mắn nên mới tạo được đây. Nhưng bây giờ chúng mình sẽ học bài thôi. Nhưng lại các bạn nữa. Và cách ôn thi mình thấy quá là hiệu quả nữa là kiểu là dạy các bạn học. Okay, so what do you think we need to do first to turn this into this? Mình đã bắt chước cái chiêu này từ các bạn của mình tại Stanford. Nhưng kiểu nếu như mình dạy ai đó học quá thì mình phải kiểu là hiểu một cách sâu sắc hơn và giải thích, kiểu là làm cho người ta hiểu. Yeah, and then the one that makes this into a list is line equals line dot strip. Và trong lúc mình làm vậy thì mình cũng hiểu hơn nữa. Do you get it? Wait, and then look. Yeah. You see how this goes down here and this goes to here? Yeah. And then the key is assigned, like indexes from the hashtag. Okay. Tuy cô giáo Jenny dạy cũng không có đỉnh lắm đâu, kiểu là đang hơi bị sika quen. Đôi khi quên. Nhưng kiểu mà viết mạnh bạo quá nên cái bút nó từ nó hết mực hết rồi. Okay, wow, that's a quá là bất ngờ. Nhưng nói chung học với các bạn cũng khá là hiệu quả, là vì kiểu là chúng mình có thể giúp đỡ nhau. Và kiểu là không có hiểu gì thì có thể kiểu là hỏi nhau. Và hình như chúng mình đã ở đây cho 4 tiếng. Và học xong thì mặt trời đã lặn rồi, quá là buồn. Nhưng kiểu là đạp xe đạp mà trong hoàng hôn mà đi qua cái đường này kiểu nó nhìn kiểu là ngầu sao. Jenny, how are you feeling? Not good. Are you studying a lot? A lot. And it's not going so well. You're gonna do great on your finals. Không biết rồi nha. Đúng là khoảng cách đẹp nhất ngày. Sau mình đã học bài cùng bạn mình và họ ăn tối cùng với nhau. Hè cái này mình tự làm đó, cái này nhìn ngon không? Và sau khi ăn tối thì mình đã quay lại phòng để học tiếp. Không ổn chút nào. Và tình hình bây giờ là 1:17 là mình đang giải cái câu này. Mình mong là mình có thể giải cho bài thi được. Và mình đã lôi ra cái headphone mà mình đã quá là lâu rồi chưa đeo. Các bạn nhìn thấy dễ thương không? Sến dữ vậy. Chào buổi sáng các bạn yêu dấu.
Và trời đất ơi, sáng thức dậy mà thấy nguyên cái hệ cống nó bị nghẹt sắt lẹt lẹt luôn. Không phải lỗi mình nha. Nhưng vì thế nên mình phải nhảy lại vào toilet để đánh răng, là vì cái cống nó bị nghẹt cái dãy đánh răng chắc cầm nó bị tràn luôn. Và sau đó thì mình đã vào thẳng vào sự học bài. Mình làm gần đúng rồi. Nhưng vừa học nghe Lo-Fi Girl kiểu là quá là chill luôn. Hoặc là các bạn thấy vừa học nghe Lo-Fi Girl Jenny cũng được. Chờ cái từ quảng cáo nữa. Xong mình đã ăn brunch, kiểu là ăn trưa sáng cùng với bạn của mình. Hello. Hi Jenny's viewers. She has no finals. Yeah. Trời nhìn bảo vui chưa kìa. This is so sad. He's going to Thailand tomorrow. Wow. So back to Thailand and I'll be here until Thursday. Suffering. Quá là buồn. Như trước khi học thì mình đã làm một ly cà phê. Hồi những lần đại học mình đã bị nghiện một cách bất thường rồi. Và trong lúc mình quay lại phòng thì từ xa mình đã nhìn thấy bài mình phải làm. Và quá là nhiều tiếng ôn thi sắp tới của mình. Như trước khi ôn thi thì để mình giặt đồ đã, là vì mình không phải là một người bẩn thỉu. Yeah, mình sẽ làm giặt đồ trong lúc mình học bài. Quá là hiệu quả luôn không? Lúc nào mình tự giặt đồ mình cảm giác quá là sợ luôn, là vì mình bấm sai nút cái là giặt tiêu nguyên cái lô đồ của mình luôn á. Và chờ này bài giặt nó thơm. Xong mình bấm mấy cái này xong chờ 42 phút. Và mình đã quay lại phòng mình để học bài. Bây giờ mình đang làm các bài thi thử để kiểu là xem coi mình ăn sai cái gì. Và nhớ lại những thứ mình đã sai. Yeah, đồ mình đã xong. Bây giờ mình chờ nó vào đây và học tiếp. Cho nó khô. Giờ mình di chuyển quần áo từ máy giặt qua máy sưởi, không lột, máy khô lô khô. Và mình đã làm các bài thi thử tiếp. Nói chung chiêu này mình thấy khá là hiệu quả, kiểu là mình làm á, xong mình bị sai, xong mình sẽ ghi mình sai những gì á. Và húp cà phê của mình nữa. Nhưng nói chung học thì thời gian cũng trôi qua hơi bị nhanh. Xong rồi mình đã tập luyện bằng cách làm các bài ở trên nằm cái máy tính. Blup blup blup, không biết mình làm bao nhiêu cái luôn rồi đây. Xong rồi mình đã nghĩ là bằng cách ôn thi cho cái bài thi khác của mình. Và đi toilet là vì mình quá là lost in detail đấy. Và không hiểu sao bây giờ mới có 5 giờ mà trời tối thui rồi. Cái mặt trời lặn lúc 4 giờ rưỡi luôn rồi các bạn. Nani? Mình đã học fail quá nên mình đã quên. Từ nhà khu này. Hóa ra đây là bị đẩy trên nóc. Kiểu như mình bị lố 1 tiếng rưỡi, cái ai đó đã lấy cái đồ mình ra vào cho lên nóc luôn rồi. Không sao các bạn, mình ráng chịu rồi, lỗi của mình. Học fail quá nên quên lẫn thời gian luôn. Xong rồi vì hôm nay đồ ăn giao hàng giảm giá nên mình đã tạo là vì mình hơi chán đồ ăn canteen rồi. Quá là thèm. Hôm nay mình đã gọi giảm giá rồi nha. Thì mình đã gọi cái poke bowl. Mình rất là thích ăn poke là vì kiểu trong đại học không có đồ cá sống nên rất là thèm. Và mình nghĩ là mình ăn cái này á nó sẽ làm mình vui hơn. Và vui hơn có nghĩa là sẽ học tốt hơn, right? Và bây giờ mình vừa ăn vừa học bài, không biết hiệu quả nữa, nhưng mình hình như hiệu quả như là đồ ăn á nó vào á, nên kiểu mình cái đầu mình sẽ minh mẫn hơn. Và mình đã ăn xong rồi, xong rồi mình đã học tiếp là vì mình hơi bị bất ổn. Và trời đất ơi, 1:25 rồi à. Thời gian gì mà trôi qua nhanh dữ vậy? Hello các bạn. Tình hình mình đang không ổn lắm. Không ổn. Và trời đất ơi, 2 giờ rưỡi rồi. Thôi bé Jenny đi ngủ đây, bye bye các bạn. Chắc chắn là tối nay mình sẽ mơ về code và về mọi thứ mình đã học hôm nay. Hello các bạn, hôm nay là chủ nhật và mình cảm giác quá là bất ổn. Là vì sáng mai lúc 10 giờ sáng mình có bài thi khoa học vi tính. Kiểu mình hiểu mình đang làm gì đó, nhưng mà kiểu mình vẫn bị mấy cái sai á. Kiểu mình chưa có hoàn hảo 100% á. Nên nó có chỉ là viết coding á thì nó dễ bị flop. Chứ là ngôn ngữ khác, chứ là mình học tiếng Hoa, chứ là mình học tiếng Hoa nhưng mình học tiếng code. Dạ, yeah. Trong 10 tuần. Không sao hết, mình sẽ ổn. Hôm nay mình sẽ học, hôm nay cái đầu mình sẽ suy nghĩ code thôi. Ok, code. Và mình phải nộp bài 4.000 chữ nữa cho lớp khác. Và sau khi làm ly matcha xong thì mình đã ôn thư. Và để mình chỉ cho các bạn chiêu này quá là hay nè, ok. Nếu các bạn muốn nhớ bài quá là hiệu quả thì các bạn hãy cho bài của bạn lên cái màn hình điện thoại, cái hình nền luôn á. Các bạn bỏ những thứ các bạn cần nhớ trong bài thi ở trên cái nền điện thoại. Và lúc nào á, bạn mà chỉ như là đang ôn thi mà bạn chỉ như là đang lướt điện thoại là vì bạn quá là hư. Và bạn lên điện thoại thì bạn sẽ nhìn cái bài thi của bạn luôn. Chỉ là bạn vẫn đang học trong lúc bạn đang không học là vì bài học của bạn nó đang ở trên đây. Nhưng mà iPhone chỉ là có cái đóng cái. Các bạn sẽ cho chỉ là cái đóng cái này. Dạ. Chỉ là mới thức dậy á. Chạy ra. Thường. Hiệu quả. Và kiểu mình cho các bạn mình xem á. Kiểu các bạn mình thấy điện thoại của mình á. Tụi đừng với mình khùng. Sau 2 tiếng sau thì mình thấy là ăn trưa và cà phê. Và ôn thi tiết cho lúc ăn nó kiểu là nó hiệu quả hơn á. Chẳng biết hiệu quả hơn không nữa. Hôm nay là chủ nhật nhưng chúng mình sẽ tốn làm mạnh đi học thôi. Dạ. Và bây giờ mình sẽ đi học ôn thi kinh tế vĩ mô vi mô, là sẽ có lớp các trợ giảng dạy để mình hiểu hơn. Và mình đã nhảy lên xe đạp màu hồng của mình. Và hãy thông cảm, người mồm mình nó quá là khô. Và tình hình thì mình không tự tin lắm. Kiểu cái đầu mình nó vẫn không có hiểu biết code lắm. Nhưng sao các bạn, chứ mình vẫn sống được. Vẫn sống được. Và cái khoảng đường đạp này nó quá là xa, nhưng kiểu miễn là view nó đẹp nên kiểu nó làm cái sự xa nó ổn, nhưng quá là mỏi chân. Hình như mình đã tới đúng chỗ. Mình không biết đúng chỗ nữa. Nhưng hình như vậy.
Nhưng đây có cái này gọi là cái review session, có nghĩa là đi qua các dữ liệu mà chúng mình đã học trong 10 tuần trước này. Đi qua quá là siêu tốc, nhưng miễn là nó vào đầu được rồi. Thì mình cảm giác thông minh hơn chút xíu. Chấm hỏi. Lát nữa mình sẽ làm bài thi thử coi mình nhớ hay không. Tình hình thì mình đang quá là buồn ngủ và mình đang cái đầu mình nó hoạt động. Nhưng bây giờ mình sẽ học tiếp. Và đây là cảm xúc của Jenny Huỳnh hiện tại. Ok, đó rồi. Đó là khoảng cách stress của mình. Và nhìn xung quanh thì chở cái cây chọc lóc rồi. Cây nó chết hết rồi. Ý là mình ở Nam Cali á, nên lúc mà trời mùa thu á, hoặc là mùa đông, lá nó không có thay đổi, nó chỉ rớt thì nó không có đổi màu. Nên kiểu nhìn này rất là đẹp, quá là đẹp. Đi thôi. Đi đâu mình không biết, nhưng cứ đi thôi. 10 phút đạp xe sau. Và mình đã quay về phòng mình. Bây giờ chúng mình sẽ làm bài thi thử dài 1 tiếng rưỡi, giống như hệt như cái ngày mai. Trời sáng mai ghê quá. Và các bạn cho kiểu cái này nè. Hồi nãy lúc mình viết nốt nó kiểu là đầu á, thì các nốt mình rất là đẹp, và quá là đẹp. Tự nhiên từ từ khi đi xuống á, thì cái chữ viết của mình nó tệ tệ, nó quá là tệ hơn. Rốt cuộc thì nó nhìn giống như vậy. Người ta đi nhanh quá. Mình ngủ à. Nhưng tôi phải làm này. Và bây giờ chúng mình nỗ lực học thôi, là vì ngày mai cái bài thi á. Mình đang làm nguyên cái bài thi thử dài hình như là 1 tiếng rưỡi. Sorry, mình đang ngồi đây vừa học bài vừa ăn tối. Hình như đây là thịt xác xíu chấm hỏi. Sợ bài thi quá. Hai chị quản lý của ký túc xá của mình đã đi ngang và có kiểu là một cái xe đẩy snacks, nên mình đã tạo được hai. Mình lấy được cái face mask, chắc đắp mặt nạ cho đỡ stress hay sao. Xong mình đang ngồi đây học mọi thứ mình cần học nữa, là vì ngày mai mình thi rồi. Kiểu là cố gắng nhét mọi thứ vào đầu hả các bạn. Và tình hình thì cái cống nó vẫn còn nghẹt xì lì. Quá là đại học luôn các bạn. Nó đã bị nghẹt cho vài ngày rồi. Và kiểu nó có cái mùi hơi bất thường á. Thì bây giờ là 12 giờ. Và kiểu đại học nó có cái truyền thống này, đó là kiểu là hét lên vào lúc 12 giờ ngày mà có bài thi. Và các bạn mình nói là mọi người đang hát, nhưng mà đâu có nghe ai hát gì đâu. Nhưng rất là muốn hát, nhưng hơi ngại, nên sẽ không có hát. Và bây giờ là 1:45 rồi, và cảm giác như là học cái gì nó cũng không có tác dụng, nên chúng mình đi ngủ đi. Mình sẽ thi trong 1 tiếng rưỡi nữa. Không ổn mà nha. Và trước khi thi mình đã xài 1 tiếng rưỡi này, thì kiểu như là nhét tất cả thông tin vào đầu mình, để kiểu như là cái đầu mình đã có thể minh mẫn hơn đó các bạn. Các bạn còn 20 phút nữa là mình thi. Tình hình thì mình cảm giác cũng khá là ổn. Ổn hơn hôm qua, nhưng cũng hơi bất ổn. Tại vì mình không giỏi không á. Chắc là mình cái động đó. Mình mong là mình ok. Mình quá là buồn ngủ, nhưng mình sẽ ổn. Dạ, và nếu mình không có nhớ gì thì mình sẽ ngồi đó biết đại. Đi thôi. Hay là hơi nhanh á. Hơi bị không ổn, nhưng mình đang là sợ. Nhanh bất thường. 5 phút đạp xe sau. Và mình đã tới nơi rồi, chở cái tòa nhà này ghê quá. Và bây giờ mình ngồi xuống và thi thôi. 1 tiếng 30 phút sau. Và đây là biểu cảm của mình sau khi mình thi. Và mình đã ăn trưa. Hello các bạn. Cái chết thì mình cảm giác không ngủ chút nào. Không ngủ. Mình kiểu là rung rung luôn. Quá là không ngủ. Mình vẫn bị ám ảnh bởi cái bài thi đấy. Kiểu cái kết thì mình thấy là mình không có giỏi khô. Yeah. Nhưng không sao hết các bạn, mọi thứ vẫn ok. Sau khi mình đã tự tán bản thân cho 1 phút, nó chỉ là tự an ủi mình và làm mình cảm giác ổn hơn các bạn. Chiêu này quá là hiệu quả. Bây giờ mình lười học môn kinh tế quá. Ok, mình sẽ nghĩ ra lao sau ngoài mình sẽ học. Mình cảm giác như là mọi người ở đây ai cũng quá là thông minh. Và điều đó khiến mình hơi bị sợ, là vì kiểu ở cấp 3 thì mình cảm giác là thông minh, nhưng ở đây thì mình cảm giác không có thông minh bằng mọi người khác. Nên kiểu mình hơi bị buồn, nhưng không, mình không buồn. Nhưng kiểu mình chỉ cảm giác hơi ngu thôi. Tức là mình không có cảm giác như là mình là một người thông minh. Làm xuống nè. Ok, xong. Sau rồi mình đã ngồi đây thư giãn một chút trước khi mình ôn tiếp.
Hello các bạn, bây giờ mình đang học kinh tế. Mình đã quyết định học rồi, hay quên về khoa học kinh tế. Không, lộn, khoa học vi tính. Học thôi nào. Tình hình mình đã quên những thứ đã xảy ra vào đầu học kỳ này nên mình đang học lại. Và tối nay thì có gà rán, nhưng gà rán này nó không có ngon mà KFC gì nữa. Nó còn ok. Sao mà mình đã lôi ra cái sắp 100 tờ mà mình đã in hôm bữa. Mình chơi trò này nó hơi phí giấy, nhưng kiểu là mình cảm giác này khi mình in tất cả các bài thi thử hoặc là tất cả các bài tập làm lại từ đầu á, thì kiểu là mình cảm giác như là mình làm nó hiệu quả hơn á. Mình đã chờ mấy cái này in cho 5 phút rồi và nó không bao giờ ngừng. Hình như mình đã in nhiều quá. 2 phút sau. Mình đố các bạn là ở trong đây có bao nhiêu tờ giấy. Đây là cho kinh tế vĩ mô vi mô. 100 tờ. Tuần sau sẽ quá là vui. Nhưng chiêu học của mình là mình làm kiểu là nguyên cái bài thi thử hoặc là nguyên cái bài tập làm lại, nhưng không có nhìn câu trả lời. Xong sau đó mình sẽ nhìn câu trả lời, xong rồi mình sẽ coi là mình sai gì, xong rồi mình sẽ ghi mình sai gì. Và trời còn vẽ bậy nữa. Mình đã vẽ con bơ chuối và con khủng long cầm cái điểm F. Mình sẽ không fail các bạn. Bây giờ là 1:55 và bây giờ mình đi ngủ để bye bye. Hôn. Và nước uống của mình hôm nay là matcha nữa. Ui, nhìn mình lên không? Hello các bạn, thì hôm nay là thứ 3, còn 2 ngày nữa là bài thi kinh tế vĩ mô vi mô của mình. Và các bạn sẽ hỏi chiến lược của mình hôm nay là gì? Mình sẽ làm xong nguyên cả sắp bài kiểm tra thử của mình. Và mình đã in nghĩa là tất cả những cái bài tập và các thứ để mình ôn thi và các bài thi cũ. Và mình sẽ làm trên giấy, rồi mình cảm giác như là kiểu cách mình học á là thất bại. Giống như là chẳng hạn như nếu mình mà chỉ xem video hoặc là mình xem qua các ghi chú của mình, kiểu như là mình thấy nó không hiệu quả lắm. Tại vì kiểu mình đâu có thất bại đâu, nhưng lúc mình thất bại á, khi mình làm bị sai. Thì chẳng hạn như trong mỗi cái bài của mình á, thì mình sẽ kiểu như là xài bút đen để mình làm thử trước, không có nhìn không trả lời, xong rồi mình sẽ xài bút đỏ để mình làm, kiểu là đổi lại câu trả lời. Nên đó là cách mình thấy học rất là hiệu quả. Và vì mình đã xong với bài thi khoa học vi tính gì đó của mình rồi, cái hình nền mình nó từng là cái này, nhưng bây giờ mình sẽ đổi nó thành cái này và cái này, để kiểu như là mình có thể nhớ được những thứ trong kinh tế vĩ mô vi mô nó nhét vào đầu mình luôn. Quá là hiệu quả phải không các bạn? Các bạn nên thử chiêu này của mình. Xem TikTok, lướt TikTok, nhưng cái đầu mình nó vẫn suy nghĩ về kinh tế vĩ mô. Kiểu là mình cảm giác cái lúc mình mới thức dậy á, cái đầu mình nó kiểu là nó còn non á, nên lúc mới thức dậy mà mình nhìn thấy điện thoại của mình nhìn thấy cái này á, nó sẽ nó sẽ bắn vào đầu mình. Lười học quá. Và sau đó mình đã xuống ăn trưa để mình review thức ăn nè. Hôm nay cái đồ châu Á rất là bất thường, rất là Hàn Quốc, không phải biết ngon. Thử phát là sẽ biết ngon hay không thôi. Ngon. Có kim chi nữa. Và có japchae nữa. Không biết có ngon hơn nhà Hàn Quốc không ha? Đây là miếng trộn. Kiểu trong 3 tuần sau mình sẽ không ăn đồ ăn ở trong này, nên bây giờ mới tận hưởng đồ ăn trong đây. Tại vì có thể trong 3 tuần mình sẽ nhớ đồ ăn xem kìa. Và rốt cuộc thì nó cũng ngon nhưng không có ngon mà nhà hàng Hàn Quốc. Sau đó mình đã vừa làm bài vừa ăn và úp ăn xong rồi. Sau đó mình đã quay vào tiếp không biết cho bao nhiêu tiếng nhưng ngầm quá là nhiều tiếng. Và như vậy kiến thức sáng mình cũng thi xong rồi, nên kiểu như là đây là có thể là đêm cuối cùng mình gặp mọi người cùng một lúc. Nên chúng mình đã có một bữa ăn tối quá là đầy đủ. Guys, what do you guys rate your first quarter at Stanford? A 7. 7 or 8? 5. 5? 6. 6. 8. I give it a 7. Và tối nay thì có đồ Ấn Độ lẫn đồ Tây. Và sau đó thì mình đã qua phòng bạn mình học để kiểu là đổi không khí á các bạn. Kinh dị quá. Và tối nay mình và các bạn mình đã xách đít đến gym. Tuy mai mốt mình có bài thi nhưng kiểu là mình cảm giác như mình cần nghỉ giải lao và kiểu là vận động để mình bớt bị sức cà đơ. Và một tiếng sau thì yeah. How are you guys feeling post gym? Terrible. Tired. My butt hurts. My face matches the lock. Và còn có lớp tường nữa kìa. Và bây giờ mình sẽ đi tắm rồi học nữa. Kiểu là mình cảm giác không có tự tin lắm. Mình cảm giác như là mọi thứ nó sẽ không ổn lắm, nhưng mình cũng không biết, mình đoán được nó ổn. Và sau đó thì mình đã học một cái quá là mạnh bạo. Yeah, làm cái đóng thư. Và bây giờ là 2 giờ đêm. Thôi mình đi ngủ đi, không thôi ngày mốt á mà mình thi lúc 8 giờ rưỡi là mình không có thức dậy nổi đâu á. Chỉ là mình phải thay đổi cái thời khóa biểu của mình. Hello các bạn, hôm nay là thứ 4 và mình đang học bài. Nãy giờ cho 3 tiếng rồi. Hôm sau á, ngày mai, sau ngày mai thì mình sẽ được đi chơi các bạn và mình sẽ đi Vinh nha. Woo! Nên mình làm được, mình mặc quần vo cho vay mắn. Và chúng mình đã quay lại tiếp một ăn trong lúc làm bơ. Vì đồ ăn hôm nay thì nó hơi lẫn lộn mẻ với châu, với Mỹ, với gì đâu không biết nữa, nhưng giờ pizza thịt và dứa thì cũng ngon, và bắp thì kiểu làm bắp kiểu mẻ nên nó cũng lạ lạ nhưng ngon ngon. Bữa ăn trưa này mình sẽ cho là bãi chân. Thôi bây giờ mình làm bài thôi. Và mình chẳng hiểu sao nhưng mình đã ngồi đây cho 3 tiếng luôn. Mình quá là siêu, cứ ngồi một góc một mình vậy đó. Và mình cũng chả hiểu trong lúc này cái tay mình đang làm động tác gì nữa. Chắc là động tác sợ bài thi ngày mai mới có.
Và bây giờ mình sẽ qua mình sẽ đi xe đạp qua chỗ của bạn mình để bạn mình giúp mình. Là vì mình quá là sợ kinh tế vĩ mô. Và mình không hiểu sao cái đường này nó lại dài xuống, nó lên dài xuống. Nên nằm chúng mình sẽ làm cùng với nhau và mọi thứ sau. Một cách học nữa mình thấy rất là hiệu quả, kiểu là học với các bạn á. Mình thấy kiểu như là học với các bạn thì kiểu như là mọi người có thể hiểu cùng với nhau, và người ta dạy nhau, và lúc mình dạy ai á thì mình sẽ kiểu là hiểu hơn. Nhưng mình cảm giác như là nếu mình hiểu gì đó mình sẽ dạy bạn mình, xong người ta hiểu cái đó hơn. Và mình đã mua cái đèn xe đạp mới. Là vì cái đèn cũ mình nó bị cướp nên mình đã phải sắm cái mới. Nhìn vậy thôi chứ ở đây có nhiều trộm lắm, kiểu như là bạn mình bị cướp xe đạp rất là nhiều lần luôn rồi. Và mỗi xe đạp kiểu như là 600 đô. Nên mình đã vừa bị té xe đạp. Một hai khách quá là ghê nhưng nhau ra hết chúng mình sẽ coi như là câu chuyện xảy ra. Nhưng mình đã tới nơi rồi. Và ký túc xá này là chỉ là đặc biệt cho người châu Á thôi. Kiểu quá là mình không có ngờ là có luôn á. Như hôm nay bữa ăn tối có bánh bao xá xíu chấm hỏi. Và tối nay mình học cùng với hai bạn trong lớp với mình. Chúng mình sẽ cùng nhau phấn đấu đêm nay. Và một tiếng sau thì chúng mình đã đi ăn kem để kiểu lại nghỉ ra Lào á. Xong rồi học tiếp thôi. Hi guys, Toma, how are you feeling? Just studying. Look at us. Look at them. They're done. They're all this is done. Devastating. Tình hình các bạn đằng sau đang xem phim vì đã xong với bài cuối kỳ rồi. Và mình thì vẫn đang học. Và mình hơi dữ dội quá nên iPad mình hết pin rồi nên mình đã chuyển qua tờ giấy này. Nhìn kinh dị không các bạn? Mình đã bỏ cuộc. Và đây là chúng mình sau 6 tiếng học bài. Mình đang làm hơi buồn ngủ luôn rồi đấy. Hello các bạn, mình mới về tới. Ra sao của mình? Và cái tay mình nó đang kiểu là nó hoạt động luôn á, kiểu là nó lạnh quá. Nhưng bây giờ mình sẽ ráng ngủ sớm. Sau ngày mai mình sẽ thi. Lúc 8 giờ rưỡi chắc chắn mình sẽ dậy lúc 6 rưỡi. Kinh tế biển 10 bye bye. Đi vào thôi, trời ngoài lạnh quá 8 độ lận các bạn. Và tất nhiên buổi tối mình đã mặc quần voi để kiểu như là may mắn á các bạn. Cảm giác như là quần voi rất là Việt Nam á, nên nó sẽ làm cho mình may mắn. Và trước khi đi ngủ thì mình đã bật cái báo thức trên laptop của mình, rồi bật cái đó cái báo thức trên điện thoại luôn. Là vì kiểu là mình mà không có thức dậy á là mình sẽ bị điểm F trong lớp này luôn. Hèn 1 giờ đêm ngủ. Ủa 6 giờ sáng rồi hả? Yeah, sáng bài thi. Bài thi cuối cùng năm 2023. Chào buổi sáng các bạn. Oh my god, sáng nay mình thi. Oh, bạn mình không thích chết. Nói chung mình khá hức là vì đây là bài thi cuối cùng của mình. Nhưng mình cũng khá là... Oh, đúng các bạn ơi. Mình nói chung thì mình cũng cảm giác cũng khá ổn. Bây giờ mình sẽ ôn thi lại lần cuối. Chỉ là mình thích buổi sáng. Mình thích buổi phố không khí. Là kiểu người ta nhét những thứ vào đầu mình trước khi mình thi. Nhưng phải thi dự đã 3 tiếng. Và bây giờ mình đã chuẩn bị cho bài thi hôm nay. Hơi sợ nhưng mình nghĩ là mình sẽ ok. Bắt thi tèo quá nhìn ok. Đi thôi nào. Hello các bạn, mình đang đã đến. Cảm thấy như thế nào? Quá là sợ. 3 tiếng sẽ trôi qua như gió. Nghĩ là mình sẽ ok nhưng bây giờ quá là lạnh nên cái tay nó đang giữ gần ông lạnh. Và mình đã tới đây rồi. Và đây là mình trước khi bài thi. Nghĩa là mình ngồi ngay gần đằng trước luôn. Và 3 tiếng sau thì đây là mình sau bài thi. Bây giờ mình đi thôi. Mọi người đang vẫn thảo luận về cái bài thi nhưng mình đi thôi. Rồi đã thử cho bản thân cà phê Starbucks. Là vì mình đã xong bài thi rồi, mình vẫn hơi ám ảnh nhưng mình xong rồi. Mình đã đi lấy các hàng mà mình đã đặt để kiểu là tặng cho các bạn của mình. Hello, thì đây là quà cho các bạn của mình. Và bây giờ mình sẽ nói chuyện về cái bài thi cuối cùng của mình. Thì kiểu như là cảm giác như là mình làm nó cũng khá là tạm chấm hỏi. Nhưng câu đầu tiên mọi người đã không biết câu trả lời gì hết. Nên cũng không biết. Cái kết thì mình nghĩ là mình ổn. Nhưng cũng không biết nữa. Kiểu hơi chấm hỏi, chấm than chấm hỏi. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ ok là vì mình đã học. Thì các bạn ơi, tuần sau là Noel rồi nên mình đã mua quà Noel cho các bạn của mình. Tại vì mình là một người bạn quá là bộ. Nè, đây là mình đã có sách trên xe đạp của mình rồi. Và mình đã mua cả đống mấy cái áo. Và kiểu là hồi lúc Halloween thì mọi người đều hóa trang thành các nhân vật Sanrio. Nên mình đã mua các nhân vật đấy cho các bạn của mình và đã hóa trang với chúng mình. Và mình đã mua tổng cộng là 5 cái. Và mình sẽ gói nó vào cái giấy màu hồng này để kiểu là nó nhìn ổn hơn. Sau rồi mình đã chuẩn bị quà viết thiệp cho từng bạn. Và sau đó thì mình đã đạp ra phố để đi ăn sinh nhật cùng với các bạn mình. Nói chung đi xe đạp tận 30 phút lận nhưng nó quá là đáng. Nhưng kiểu hơi ghê là mình đi cùng đường với các chiếc xe luôn á. Hi guys, whose birthday is it? It's a birthday girl. How do you feel being 19? Now that finals are over. Wonderful. Và chúng mình sẽ ăn trưa tại cái quán Ý này ở trong phố. Trang trí quá là Noel luôn.
Và chúng mình đã gọi các món quá là ý như là pasta và pizza. Chờ anh cầm điện thoại chụp hình giống mình hết. Đây là các bạn rất là gần gũi với trong ký túc xá của mình. Úp gần hết rồi, quá là no luôn. Happy birthday to you. Và bây giờ trời cũng bắt đầu tối rồi nên chúng mình đạp về thôi. Không thời tối thui đạp về quá là ghê luôn đây. Trước khi mình đi thì mình phải giặt rồi, tại vì mình không phải là một người dơ dáy bẩn thỉu. Và kiểu mình chờ mãi nó không chạy nên kiểu mình tưởng là bị vấn đề, nhưng ai nhẹ nó ok, nó ok. Chạy hết vậy? Hello. Hơi bị nhiều đồ. Là mình xong có quên nó nữa. Ok các bạn, mình đã làm xong. Merry Christmas, Happy Birthday, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Và mỗi cái bên là khác nhau. Có vài bên là các quà của mình. Đúng rồi. Mình đã chuẩn bị nó ở dưới đây. Mình gói hơi xấu là vì mình hơi bị thiếu giấy. Dạ. Đây là cái giấy còn dư từ cái tường của mình các bạn. Các bạn có nhớ không? Đây là cho bạn cùng phòng của mình. Dạ. Lát nữa mình sẽ tặng các bạn. Và bây giờ mình phải soạn đồ của mình. Mình cũng không có nhiều đồ lắm để soạn, như kiểu là vì mình sắp đi New York nên mình phải soạn mấy đồ lặt của mình, tại vì mình sắp hết đồ lặt của mình tới đây rồi. Đây là cái vali mà đã bị tổn thương bởi cái sự việc. Dạ, các bạn nhớ không? Okay. Kiểu là mùa đông soạn đồ quá là khổ luôn, là vì cái đồ nào đồ nấy nó cũng quá là mập nên nhét vào kiểu quá là khổ. Tình hình không biết nó có vừa nha. Và tình hình thì mình cũng hơi bị nhiều thứ để soạn. Mình sẽ soạn bớt đồ này và mình sẽ mang cái này về nữa. Và bạn cùng phòng của mình cũng đang soạn luôn, như nó về New York nên nó có hai vali. Cái tình hình thì cái tủ đồ của mình hơi thấy gì nên mình không biết nữa. Không. Nhưng kiểu mình cũng khá là nhớ nhà. Nhưng mình sẽ rất là nhớ phòng này, nhưng mình sẽ không nhớ đâu, nhưng mình nhớ nhà lắm. Nên ngày mai được về rồi, yay. Và không phải thi nữa. Ok. Các bạn, bữa ăn cuối cùng ở Stanford trong năm 2023. Đồ ăn hôm nay nó cũng tạm thôi. Có gà, khoai tây nghiền và cát củ. Và nói chung rất là thơm. Nhìn hơi giống như là mấy cái đồ ăn cho em bé. Nhưng Xong mình đã nộp cái bài viết cuối cùng của mình. Quá là vui. Nhưng thật ra đây là cái bài 2.000 chữ, nhưng mình vẫn còn cái bài 4.000 chữ nữa mình cần nộp vào cuối tuần này. Và đồ giặt của mình đã xong rồi. Mình không có bẩn thỉu như các bạn. Mình giặt đồ đấy. Quá là sạch. Và giờ mình đã tặng quà các bạn của mình. Và mỗi bạn đều có thiệp ở trên nên kiểu là khá là dễ tiếp. Thank you. Sao ta vậy nè? Ốp lộn có rồi. Cái này đúng rồi. No. Hãy quên. Open. Oh my god. This is so cute. Wait, are we all matching? Yeah. It's so cute. Thank you, Jenny. Quá là hợp từng bạn luôn. Và nói chung quà này thành công. .. Và sau đó nhóm bạn mình đã quyết định wrap cái Lego này. Nó quá là khó nhưng chắc chắn sẽ mất hơi bị lâu nha. Mình đố các bạn chúng mình đã wrap cái gì đó. Những các bạn đã quyết định kiểu là làm bất ngờ cho bạn mình cho ngày sinh nhật. Nên mọi người đột nhập vào phòng với gánh kem và tổ chức sinh nhật. Day to you, happy birthday to you. Xong rồi mình đã ngồi đây ăn bánh và tiếp tục rap thôi. Thật ra mình cũng không có rap gì đâu, mình chỉ ngồi đây ngắm thôi, là vì mình đang quá là bí tại sao nó lại nó không có được. Hôm nay mình không biết là mình đã thức tới sáng luôn á, tại vì ngày mai mình phải bay lúc 8 giờ và mình phải ra khỏi nhà lúc 5:30. Và tình hình nó nhìn nhung như cuối cùng thì mình cũng đã xong kỳ thi quá là ghê của mình rồi. Thì nhiều bạn cũng hỏi mình là cách nào để ôn thi tiếng Anh hiệu quả, tức là cải thiện cái khả năng viết, cái khả năng kiểu như là đọc của các bạn nữa. Nên mình muốn giới thiệu cái app này gọi là For English. For English là cái một cái tay. Thì For English là kiểu là cái ứng dụng mà có tận 3 triệu người dùng luôn. Đặc biệt hơn nữa, nó là một cái ứng dụng học tiếng Anh gồm tất cả các nguồn tài nguyên để học và luyện tập tiếng Anh. Ok, mấy hôm nay mình đã mở app này và mình đã thấy nó có quá là nhiều thứ luôn. Thì đầu tiên là có từ điển, đã tiếng Anh, tiếng Việt và có ChatGPT nữa. Có từ vựng nữa, có hơn 150 từ viết luyện tập sẵn, có tận 500 cái sách, còn có báo song ngữ nữa và có tận 1000 cái podcast audio ngữ pháp bộ tập, và đặc biệt là game, quá là thích chơi game. Và các bạn biết ngầu hiểu làm sao không? Đấy là tài nguyên được cập nhật mỗi ngày luôn nên. Và thấy tính năng này quá là ngầu. Đây là tính năng trạm từ ra nghĩa tức thời và lưu vào kho. Lúc nào các bạn học có kiểu là nó lưu vào, tài nguyên nào nó cũng lưu hết. Và các bạn sẽ học từ vựng dùng cái học pháp mà nó quá là khoa học này, gọi là Space Repetition. Với phương pháp Space Repetition thì For English đã kiểu như là xài các levels để kiểu như là mình có thể nhớ được mọi thứ nhiều hơn. Chẳng hạn như level 1 thì là level kiểu là nhớ sơ sơ thôi, nhưng level 6 là kiểu là nhớ một cách quá là sâu sắc và bạn có thể nhớ cái chữ đó một cách quá là nhớ luôn. Hoặc là nếu các bạn muốn thì các bạn sẽ kiểu là tự vào folder call của các bạn để các bạn kiểu là tạo cái tính năng học của bạn. Các bạn thấy lúc mình ôn thi là mình ưa kiểu là lặp đi lặp lại và làm những cái bài thi thử. Kiểu lúc bạn học á, có gì bạn học bạn cũng không có hiểu hết, nhưng mà kiểu
bạn sai nhiều á thì bạn sẽ biết các lỗi sai của bạn rồi, mọi thứ sẽ ổn và bạn sẽ nhớ và bạn sẽ thành một người nói tiếng Anh quá là pro. Bây giờ cũng sắp năm mới rồi, các bạn hãy làm kiểu là mục tiêu năm mới của bạn là học tiếng Anh quá là siêu. Và những bạn nào muốn thi IELTS hoặc là TOEFL thì các bạn kiểu là có thể học các đề thi như đó nữa, hoặc là 300 Oxford. Tất nhiên khi mình giới thiệu các bạn gì đó thì mình sẽ phải cho các bạn một cái code. Code của mình là Jenny. Và các bạn sẽ được giảm 50% giá pro trọn đời. Và các bạn muốn nghĩa là xài cái link thì mình sẽ để dưới cho các bạn cái tham khảo và học tiếng Anh như là For English 4 tiếng Anh. Và các bạn hãy tải ngay gói trên App Store, Android cái gì cũng có hết. Nên các bạn hãy lên tải. Ok đó. Mình đi xong rồi. Yay. Kiểu mình chưa về tắm trễ về bây giờ. Thật ra mình thức tới sáng. 3, 2, 1. Hello các bạn, và mình đã tắm xong. Và lúc mình quay lại thì các bạn mình đã làm xong cái cây thông Noel Lego rồi. Mình không có làm hết đâu các bạn, mình chắc là làm chút xíu thôi, nhưng mà dễ thương kìa. Và vali mình đã bị quá tải quá nên kiểu nó mất mình khoảng 5 phút để đóng, xài đủ chiêu luôn. Và cuối cùng thì quá là đau đớn. Và wow, nhìn mình dọn sạch sẽ đẹp đẽ chưa. Và bây giờ là 2 giờ mấy sáng, mình đi ngủ đây. Bye bye các bạn. Lúc bạn cùng phòng mình về và thức dậy để sẽ lách cái xe đạp lên lầu. Và lúc 4 giờ rưỡi sáng, bạn cùng phòng của mình và bạn của mình đã quay lại và giúp mình xách cái xe đạp lên lầu, là vì mình quá là yếu nên cần trợ giúp. Nhìn xe đạp của mình trong khung cảnh này nhìn hơi bất thường hả các bạn. Nhưng kế hoạch của mình là mang nó vào phòng luôn, là vì kiểu là mình rất là sợ cái xe đạp mình bị cướp. Tỷ lệ bị cướp xe đạp vào lúc nghỉ đông hơi bị cao á, nên mình quá là sợ. Trời, xách vào thôi mà cũng không xong nữa. Mình nghĩ người ta không cho mình làm gì đâu, nhưng kiểu mình cứ làm là vì mình rất là sợ xe đạp mình bị cướp. Và mình khóa xe đạp mình luôn là vì mình rất là sợ là nếu như ai vào phòng mình kiểm tra là kiểu là sẽ lấy xe đạp mình xuống, là chắc mình buồn hiu luôn á. Nên yeah, đó là giải pháp của chúng mình. Thật có nhiều bạn có làm gì nữa nên kiểu là không, chúng mình không có bất thường đâu các bạn. Và mình cũng đã giúp bạn cùng phòng của mình mang xe đạp vào. Bạn cùng phòng này thì đi về 2 ngày trước rồi. Và mình đã tạo cái chiêu mới, đấy là cởi lên cái xe đạp và kiểu là từ từ xếp lết nó vào. Và xe đạp của các bạn cùng phòng của mình thì cũng khóa lên cái thành giường luôn. Ngầu chưa? Chắc chắn 100% xe đạp mình sẽ không có bị mất tiêu đâu. Và bây giờ đến giờ mình tạm biệt phòng của mình rồi và đi về nhà thôi. Bye bye phòng 3 người cho 3 tuần. Hẹn gặp lại vào năm 2024. Và bạn cùng phòng đã kiểu là đổi vé máy bay để đi cùng mình luôn, nên chúng mình đi taxi cùng với nhau. Sân bay có vibe quá là Noel luôn. Bye Rumi. Bye. See you next year. Bye rồi. Bye. Và sau khi qua hải quan thì mình chờ chuyến bay mình thôi. Mình còn 1 tiếng rưỡi nữa mình mới bay, nên mình đã mua cà phê để mình tỉnh ngủ. Trời, hôm qua mình mới ngủ có 1 tiếng rưỡi à. Và wow, mặt trời mọc nhìn quá là đẹp luôn. Và bây giờ mình đang ngồi để chỉnh video là vì 2 ngày sau mình phải đăng video cho các bạn, là vì 2 tuần mình chưa đăng video. Úp. Và mình đã lên máy bay rồi. Máy bay này thật ra bay có 45 phút rồi, nên quá là chill, giống như là đi Đà Lạt nhớ. Sắp tới đến nhà cùng. Các bạn nào hiểu cái câu đùa trên cái ly này không? Và mình đã đáp về nhà rồi. Và mình ngồi đây như một con cô đơn chờ xe tới thôi. Phải rước mình với. Và cuối cùng thì mình cũng được ăn phở Bắc, phở mình thích nhất. Mình đã thèm cho quá là lâu luôn rồi. Hello các bạn, mình đã quay về sau một thời gian quá là lâu. Và mình đã quay về với một cái cây thông thiệt quá là... Cây này ta chặt từ hồi rừng các bạn. Quá là bất thường, kiểu như là quá là chấm hỏi luôn. Nhưng giờ mình đi vắng vài tuần là chị đã xảy ra. Đó là cái đó, chắc Việt Nam không có vụ này đâu hả? Ngoại có nhớ con không? Ngoại nhớ con không? Nhớ. Nhớ yêu của mình. Mình nhớ giường của mình quá à. Nó to quá à. Nó phèo quá à. Giữa đại học của mình đã làm một phần nữa cái giường này, với lại nó cao gấp 2 lần. Ok. Bye bye.